Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày 14 tháng 3, các tỉnh Bắc Bộ chịu sự chi phối chính bởi khối không khí lạnh tăng cường nên mưa sẽ tăng lên diện rải rác và dông ở khu vực này. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất dao động từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ nên không mấy ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời. Sang đến ngày 15 và 16 tháng 3, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển về phía Nam nhưng có xu hướng lệch đông và cường độ giảm dần. Do vậy, mưa trên khu vực có xu hướng giảm xuống diện vài nơi, trưa chiều giảm mây và hửng nắng. Tiết trời ấm dần lên nhưng về đêm trời vẫn còn rét ở vùng núi, còn khu vực đồng bằng thì trời se lạnh. Đến với các tỉnh từ Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chịu sự ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng trong ngày 14 tháng 3. Những cơn mưa dông diện rải rác có khả năng kèm theo lốc, mưa đá và gió giật mạnh nên gây bất lợi cho du lịch. Cùng với mưa tăng, nhiệt độ trên khu vực giảm, trời chuyển lạnh, với nền nhiệt thấp nhất ở khoảng từ 18 đến 20 độ. Sang đến 2 ngày sau đó, mưa giảm dần, chỉ còn diễn ra vài nơi, nhiệt độ tăng khoảng từ 2 đến 3 độ, tiết trời có phần ấm áp hơn, ban ngày trời mát. Nhìn chung là thời tiết không còn gây nhiều trở ngại cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận trong 3 ngày tới vẫn có nắng đẹp vào ban ngày, nhiệt độ trong ngày ít giảm hơn so với các khu vực phía Bắc. Chiều tối trời chỉ có mưa rào vài nơi nên ít gây khó khăn cho các hoạt động ngoài trời. Thời tiết trong 3 ngày tới ở Tây Nguyên phổ biến là mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, với nhiệt độ cao trên 35 độ, ban đêm thì trời hầu như là không mưa. Ngoài ra, do đặc thù yếu tố địa hình làm cho nhiệt độ trên khu vực không đồng đều, trong khi thời tiết ở Đà Lạt thì khá mát mẻ và dễ chịu, thì tại Kon Tum, Đắk Lắk hay là tại Cát Tiên, Lâm Đồng lại khá oi bức. Vì thế, khách du lịch lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp với mỗi nơi đến và hạn chế ở ngoài trời nắng quá lâu để phòng say nắng. Vào đến Nam Bộ, nơi đây được xem là có nền nhiệt cao nhất cả nước. Dự báo thời tiết 3 ngày tới không mưa, ngày nắng nhiều và nắng nóng diễn ra diện rộng ở hầu khắp các nơi với nền nhiệt trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các hoạt động ngoài trời vẫn nên được hạn chế trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều vì lúc này nắng khá mạnh, tiết trời oi bức, độ ẩm không khí giảm thấp và dễ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Riêng ở Đồng Tháp, nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng từ 34 cho tới 35 độ trong những ngày tới, trưa chiều trời nắng, song khoảng sáng sớm và chiều tối thì trời dịu mát hơn. Đồng Tháp không chỉ là nơi khiến người ta chìm đắm với sắc hồng và hương thơm dịu nhẹ của những đóa sen, mà còn là địa điểm đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên trong lành, tươi mát của khu vườn quốc gia Tràm Chim, rộng trên 7.000 ha, là một vùng sông nước và rừng tràm ngút ngàn, nơi có một thảm động thực vật phong phú. Không chỉ ở vườn quốc gia Tràm Chim, tại khu du lịch Xẻo Quýt, quý vị cũng tìm thấy một hệ sinh thái đa dạng với trên 170 loài thực vật như là gáo, tràm, sậy, châm bầu, súng, sen và trên 200 loài động vật hoang dã sinh sống. Trong đó có nhiều loài ký quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Sau những khoảng thời gian khám phá thiên nhiên hoang sơ của Đồng Tháp, quý vị đừng quên thử qua những món đặc sản tại nơi đây. Trong đó thì món nem lai vung được khéo léo gói ghém bên trong các lớp lá chuối xanh mướt mang, hương vị chua ngọt được làm từ thịt bì heo nêm nếm thêm tiêu, ớt, tỏi, khiến ai ăn qua một lần cũng đều nhớ mãi. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.